từ lên coi giống như sao không? À, giống vậy thôi. Không nhớ mình luôn á. Không nhớ chị không đi nữa. Chị sợ chim sâu không nhớ chị hả? Dạ. Thì nữa chị lỡ chị chim sâu thấy chị giống thịt nó biết à. Chị nhớ em quá à. Chị chim sâu trên mạng đó em cũng thường coi, cũng giống giống chị đó đó. Giống thịt luôn á, dạ. giống như giống thịt luôn, mỗi lần chị gần đó. Xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có đi đến chỗ này thì nghe chị này nói chị là chị của chim sâu. Đó. Cho nên thì Lê Thanh cũng đến đây để quay một đoạn cho khán giả xem coi có phải như vậy không. Thì mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh nha. Chào chị nha chị. Rồi, nghe nói chị là chị của chim sâu có phải gì không? Dạ. Bây giờ gắn mít đi qua. Rồi, gió quá gió. Chị ơi, dạ. Nghe nói chị là chị chim sâu rồi phải không? Dạ không phải. À, mà chị nói chị chim sâu mà chị biết chim sâu tên trong giấy tên gì không? Nguyễn Kim Phụng. Ờ, Kim Phụng hả? Nguyễn dạ. Kim Phụng có không? Dạ. À. Rồi, lúc trước là chị nói là chị biết chim sâu gì, chim sâu nó ở đâu chị biết không? Ở dưới dạ cầu Cần Long phải không? À, Long là ăn Long đó. Dạ. À. Ăn Long á. Nhìn cũng giống ha, nhìn giống chim sâu ha. Dạ, đâu chị cười lên coi giống chim sâu không? À, giống vậy thôi. Chị cười, chị cười lên là giống ở đây chim sâu. Người ta kêu chị biệt danh là gì vậy chị? Ở đây ta kêu chị tên gì? Chim sẻ. Ồ, chim sẻ hả? Dạ. Tôi kêu chim sâu. Dạ. Hai chị em vậy? Chị em ruột hả chị em bà con? Chú con bác. Chú con bác thì giống thịt thì trời. Dạ. Con cái là chị hơi thiếu vài cái răng ha. Đó chị cười thì chúng thịt luôn trời. Mệt luôn. Chúng thịt chim sâu thì tiên giá rồi. Rồi. Rồi có dự định lần nào đi thăm chim sâu không chị? Đợi chồng đi bằng Kiên Giang về không có tiền đi tìm mà bước giàu có cũng nhìn mình không nữa. Rồi. Dạ. Dạ. Sao chị biết chim sâu giàu? Người này kia giúp đỡ rồi giờ dạ. Giàu dạ. Rồi. Dạ chị dự định đi tìm chim sâu nhưng mà không biết chim sâu có nhìn chị không phải không? Dạ. Không? Dạ. Rồi đó có bán vé số chung với chim sâu luôn không? Có luôn hả? Dạ. Rồi. Mà nhìn chị giống hệt đi rồi. Đặc biệt là cái cười đó nè, đâu chị cười hì hì lại đây. Đó. Đây nè, mọi em cười hiền. Vậy là chim sâu ở dưới ăn lông mà chị biết ha. Dạ. Ở với ai nữa? Ở với bà ngoại. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Nếu mà chị nói ở với bà ngoại là đúng rồi đó. Dạ, mà bà chết, giờ bà chết rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Đúng rồi. Bà ngoại chim sâu chết hả? Dạ. Sao rồi? Chị với vậy là chị biết gành đúng rồi. Dạ. Gành sao không? Chị em mà chị em chú bác mà. Dạ. Chim sâu ở dưới cái trại đó. Dạ, ở cái trại á. Giờ chim sâu có chồng đó, dạy trên mương lớn đó. Dạ. Rồi nữa mình tính đi thăm chim sâu mà sợ nó không nhận mình hả vậy? Dạ. Giàu có rồi, mình nghèo quá nghèo. Thịt chim sâu luôn trời. Rồi chị hàng ngày là mình đi rửa chén mướn hả? Dạ, rửa chén mướn ngày 40 ngàn. Ồ. Bơ rửa có bị bể không? Lâu lâu cũng có bể hoài. Vậy đó. Cống chén này nhiều dữ lắm nè. Dạ. Khoảng bao lâu là nó nhanh vậy? Mau á. Tiếng đồng hồ, tiếng mấy đồng hồ. Chị rửa cũng nhanh lắm á, tay chân chị làm nhanh lắm á. Dạ. Sao chị không lấy cái gọng nó chị dục xong chị ngâm đi với. Dạ. Mở dầu không à? Mở dầu không sao mà làm được. Nay gặp chị bà con dòng họ với chim sâu nha mọi người. Không nhắc lại rồi, nãy chị nói chị tên gì? Hả? Tên của chị tên gì? Chim sẻ. Vậy? Chim sẻ hả? Chim sẻ hả? Dạ. Nó là biệt danh hả vậy? Dạ. Giống dạ. Giống ta kêu bà kia chim sâu, kêu bà này chim sẻ, nhìn giống giống vậy đó. Là chị này nói là biệt danh chỉ chim sẻ nhưng nhìn giống chim sâu thiệt. Ừ. Đặc biệt là cười đó, chỉ cười đó là giống phải không? Là thì cái giống hệt luôn. Cái nét nhăn ở bên đây nè cũng giống luôn nè. Mình có gia đình chưa chị? Có rồi, hai đứa con rồi. Mấy chồng? Hả? Mấy chồng? Có người rồi. Có người hả? Một chồng hai đứa con nha. Dạ. Con lớn chưa? Đứa 17 tuổi, đứa 15 vẫn còn đi học. Là hàng ngày đi giữa chén mướn vậy đó hả? Dạ, nuôi nó học. Rồi con ngoài giữa chén mướn mà làm gì nữa không? Đi mò ốc, bẻ rau, gì cũng làm được hết trơn á. Gì cũng làm được, giỏi nha. Dạ, đi kiếm tiền cho nó học. Nói chung là làm cái gì làm ra tiền là làm. Dạ, không? Dạ. Rồi tính chừng nào mà ông xã về, đi Kiên Giang về mới tính dạ. Đi bển á. Dạ, mới đi tìm, muốn biết nó nhìn không nữa.
sợ không nhìn hả? Dạ. Chị là chị sợ chân sâu không nhìn chị ha. Như dạ. Chị là chị nhìn chân sâu hết sao? Dạ. Ừ. Lý do sao mà chị biết chân sâu trên mạng mà? Lên mạng con bút rồi đó coi đó. Dạ. Giống như chị coi trên dạ. Mạng ha. Dạ giống như nhìn. À, chị còn nhớ mặt chim sâu không? Nhớ. Nếu mà tình cờ chị đi bển thì mấy em mà không chỉ người đó chim sâu chị biết không? Biết dạ. Sao mà chị nhớ được đặc điểm như thế nào? Giống nhau lắm. Giống hệt luôn hả? Dạ. Giống chín mười luôn á. Chị với chị chim sâu là chị nói là giống nhau phải không? Dạ. Dùng mặt cái gan mà nhìn chị này giống giống, giống chị chim sâu của mình tá thiệt tới quân gia. Rồi lỡ rồi chị qua bên tới bên bển chim sâu nó không nhìn chị rồi chị thấy buồn không chị? Cũng buồn thôi đi về. Không nhìn là chị buồn cũng về luôn hả? Dạ. Chứ chị sao vậy? Đâu trời. Đây đây. Tôi quay chị nè coi giống cái nét nào nè. Thì cứ nhìn nhìn nghiêng bển nè. Chị biết hát không? Không. Không biết hả? Không biết hát rồi biết ca không? Đâu có ca đâu. Không biết ca đâu. Nhà. Biết múa không? Trời ơi. Ngày giống rồi chị được nhiêu tiền? Có 40 hả anh? 40 ngàn hả? Dạ. Được. Hết đông chán này luôn hả gì? Dạ. Bằng hết đống thịt rồi ơi. À, rồi mỗi lần rửa bể có bị thường không? Không chứ không có thường. Tiền tiền hả? Không có trời, không trời. Dạ. Mai nhiêu tuổi vậy? 51 rồi. 51 tuổi ha. Dạ. Là dây chị chim sâu á? Dạ. Khoái cái lúc chị cười cười à. Đó là mỗi lần chị cười là giống hệt luôn. Chim sẻ hả? Chim sâu rồi có chim sẻ nữa. Rồi chim sâu á là có anh em ruột gì không? Có người anh mà nó té nước rồi vớt kêu cô người ta cứu mà thấy nó khùng khùng rồi anh nó bỏ nó luôn. Cha mẹ rồi cũng đi luôn ha. Dạ. Hồi lúc té nước có chị đó không? Có, đi kêu người ta cứu. Ờ chị vậy đi kêu người ta cứu hả? Dạ. Sao lúc đó chị không cứu em mình vậy đi kêu lúc đó lâu kẹp. Cứu không được, sợ chích nơi chích chung hả? Chị biết lỗi hả? Không. Biết lỗi ha. Dạ. Sau dạ. Này chim sâu mới ở cái trại đó với bà ngoại đó ha. Dạ. À. Vậy là cái thời gian chim sâu nó bị té nước là có chị hả? Có. Chị mới đi kêu hàng xóm là dớt chim sâu lên hả? Dạ. Vậy là này là chị bà con dòng họ thiệt nè, tại vì chị biết hết trơn nè. Cái quá khứ của chim sâu như thế nào luôn nè. Ừ, dạ. Biết có chim sâu còn nhớ không trời? Dạ, nó không nhớ mình luôn á. Sao nhớ chị không đi nữa? Ừ. Chị sợ chim sâu không nhớ chị hả? Dạ. Thì nữa chị lợi chị chim sâu thấy chị giống thịt nó biết à. Sao? Dạ mình nó giàu mình nghèo quá nó không nhìn thôi. Ừ. Chứ chị nào mà không nhớ em? Chị nào không nhớ em á. Dạ. Chị cũng đứa ruột của diện vợ. Lâu quá không gặp ha. Dạ lâu quá không gặp. Bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu rồi đó. Lâu quá cũng hết nhớ luôn quá. Dạ. Dạ, lâu lắm rồi không nhớ. Nhưng mà mình thì mình còn nhớ chim sâu ha. Dạ, tại lên coi lên mạng á, mình nhớ nó, nó đâu nhớ mình. Lên mạng thấy ha. Dạ, dạ. Lên mạng quá trời phải không? Dạ. Chim sâu á. Dạ. Mình có coi không? Có. À. Chị này tới năm mấy tuổi còn chim sâu mới ba mấy, chị nhớ là phải rồi. Chim sâu không nhớ đâu. Chim dạ. Sâu còn nhỏ tuổi hơn chị, chim sâu không nhớ đâu. Hồi đó bên đó chị làm cái gì? Bán cái số. Bán số luôn hả? Dạ. Rồi. Vậy là anh em chúng bác hả? Dạ. Vậy là cha của mình là thứ mấy? Thứ hai. Cha của mình là thứ hai ha? Dạ. À, còn cha của chim sâu là thứ mấy? Thứ tư. Thứ tư ha? Dạ. Vậy là nói gì chính xác lắm rồi đó. Chính xác dữ dằn luôn mà mình đâu biết cha chim sâu thứ mấy đâu. Nãy giờ đâu nghe chim sâu kể cha thứ mấy. Bác rồi có chị này nè. Dạ. Chị này chị lớn tuổi rồi chị mới biết thôi chứ. Chim sâu rồi đâu có nhắc vụ cha chỉ thứ mấy đâu. Buồn ha, ngồi nhìn nhớ nhớ là buồn buồn ha. Dạ. Cái đầu gặp anh em YouTube kêu lại hỏi rồi sẵn mình quay luôn. Dạ. Mấy anh em là cha mình đó, mấy anh em là? Ba. Ba anh em ha. Dạ. Vậy là thứ tư là gì là cha của chim sâu là thứ Út rồi. Dạ. Giờ cái mơ ước mình sao là nữa là tìm em mình ha. Dạ bạn có tìm biết tìm nữa có thời gian thì chị
mấy em dẫn chị qua bển nha. Dạ. Hiểu không? Ừ, rồi mấy em chở đi cho khỏi sợ tốn tiền. Để chị sắp xếp đi, ví dụ mà chồng chị đi Kiên Giang chưa về đó thì chị muốn đi qua tìm chị sau rồi liên hệ với mấy em chở chị qua bển. Dạ. Này không có tiền, không đi tìm được. Nghĩ cái chuyện chuyện sâu quên chị rồi đó, lâu lắm chuyện sâu nó mất trí nhớ đó. Lâu rồi. Bên ngày là chị là đi rửa chén nướng. Dạ, phở hả? Xong phở đây hả? Dạ, phở đây nè. Đây là phở chén ha chị. Dạ, phở chén. Thì chim sâu là tên là gì chị? Nguyễn Thị Kim Phụng. Chị là gì? Nguyễn Thị Kim Gớt. Nguyễn Thị Kim Gớt á. Dạ. Nhưng cái biệt danh cái Nguyễn Hoàng Nguyễn. Hoàng Nguyễn. Nhưng mà cái biệt danh mình là chim sẻ hả? Dạ. Nghe chim sâu ha. Dạ. Nhớ rõ ràng. Ờ, nhớ rõ ràng chưa? Rồi còn gì thì bưng qua nữa luôn đi, bưng qua đi. Xe coi chừng xe nghe. Đây. Qua thăm chim sâu, không biết là chim sâu có nhận chị mình không? Rửa cà phê luôn là tốt nha. Dạ. Ngày nào cũng vậy theo chị? Dạ, ngày nào cũng vậy, nó có tiền con ăn. Rồi. Đến đây xem rất vui. Chị cười giống là chim sâu á. Ừ. Đâu, chị cười hì hì lắm coi. Chị giống chim sâu hả? Chị em không giống giống ai vậy? Trung bác mà. Trung bác mà. Trung bác là vậy. Dạ. Dạ. Này em đưa clip này lên chim sâu gặp lên mà bên Đồng Tháp bên Khóc mà đi. Dạ. Chị nhớ đó. Coi chừng không nhớ đó nha. Đừng lo cái cắn. Mà bây giờ giàu không biết có nhớ không? Nhớ không, không giàu quá hết nha. Chị sợ chuyện sau giàu quá không nhớ chị nha. Dạ. Mà từ cái đoạn mà chị nhắc chị là cũng đúng cho lắm rồi đó. Chuyện sau chị nhớ em quá à. Rồi bây giờ hỏi ông chủ quán nè, người chủ quán là mướn chị chim sẻ này là giữ chén nè. Biết chị chim sẻ này hồi trước ở đâu không? Thì em cũng nghe chị nói là chị ở bên Đồng Tháp ăn lông gì đó. Ừ. Rồi chị qua đây chung xa sống cũng lâu rồi. Mãn như là chỉ khổ vậy đó, rồi em mướn chị có chén cho em vậy đó. À, rồi có thấy chị giống người nào trên mạng không? Thấy chị chim sâu trên mạng đó em cũng thường coi, cũng giống giống chị đó đó. Giống thịt luôn á, dạ. Giống giống vậy, giống thịt luôn, mỗi lần chị gần đó. Lên giống thịt luôn đó không? Giờ thì hỏi thăm mấy chị chim sẻ này là chị nói là chị của chim sâu. Nên là vừa hỏi về quán thì chị quán nói cũng là quê của chị sẻ ở... Dạ, dạ, Đồng Tháp ăn lâm. Ờ, như vậy là đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Chứ này coi đi dình người thân luôn đi. Cái này dắt đi dình người thân nghe, chịu không? Nhưng mà chị nói chị sợ chim sâu giàu rồi, chim sâu không không dòm dạ. Kìa. Ờ, với chim sâu bây giờ mất ký rồi đó nghe, nói tiền nhiều quá mất ký. Là không biết ai vậy đó. À, mà chú... Cảm ơn cô chú quán nghe. Dạ, dạ. À, dạ. Đặc biệt là cô chú quán xinh đẹp nha. Xinh đẹp nha. Cô chú quán tên Linh, năm nay tuổi con chú quán? 42 à. Có chồng chưa cô? Chồng bỏ chồng chê. Thì cô chú quán cũng có nhu cầu là cần tìm chồng. Khó không nghe chú quán chưa nói, tôi nghe ông nói không ha. Thôi được rồi. Trời á, cảm ơn cô chú quán nha. Dạ. À, chúc cô chú quán lúc nào cũng mua may bán đắt nha. Trẻ đẹp nữa chứ. Trẻ đẹp, đặc biệt là thành công trong công việc nha. Dạ, cảm ơn. À, xin chào ạ. Dạ. Sau clip này cũng chúc cho chị chim sẻ sẽ gặp lại chị chim sâu nha. Dạ. Hy vọng chị chim sâu sẽ nhìn chị nha. Mà không biết có biết có bà con không, mình không biết thì theo lời chị nói như vậy thì anh em ghi hình lại như vậy. Nếu mà có duyên thì gặp chị chim sâu ha. Rồi giúp cho chị lúc nào cũng vui vẻ vui tươi nha. Cố gắng lên cũng làm để kiếm tiền nuôi gia đình nha chị. Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo ạ. À.